rút gọn B bằng trừ 5 tất cả mũ 0 cộng trừ 5 tất cả mũ 1 cộng trừ 5 tất cả mũ 2 cộng chấm 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 đến trừ 5 tất cả mũ 2017. Khi để giải quyết bài này, thứ nhất các bạn nhìn vào cơ số giúp lợ, thấy trừ 5 không ạ? À? Vậy ta chỉ cần nhân trừ 5 hai vế. À, hay nói nôm na chính là nhân trừ 5 mũ 1 đó các bạn. Được chưa ạ? À? Thì ta nhớ giúp lợ đó là A mũ N nhân A mũ M. Thì nhân thì lấy mũ gì ạ? À? Mũ cộng, vậy là A mũ N cộng M. Vậy ta chỉ cần lấy mũ này cộng với mũ này. Đó, mình làm chậm một bước nha. Trừ 5 mũ 1 nhân cho trừ 5. Mình đóng cái ngoặc vô để cho nó giống nha mọi người. Trừ 5 mũ 0 cộng trừ 5 tất cả mũ 1 cộng trừ 5 tất cả mũ 2 cộng chấm 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 cộng trừ 5 tất cả mũ 2017. Rồi các bạn phân phối vào thì ta nhớ nhân thì mũ cộng, vậy là trừ 5 nhân b bằng ra là trừ 5 mũ 1 cộng trừ 5 mũ 2 cộng chấm 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 cộng trừ 5 mũ 2017 cộng trừ 5 mũ 2018. Tại sao là phải chèn thêm cái này ạ? À? Chèn thêm cái này để chút mình cộng trừ nhân chia gì đó mình sẽ thấy nó rút gọn được. Sau đó là viết lại thằng B nè. Đó là 5 trừ 5 mũ 0 cộng trừ 5 mũ 1 cộng trừ 5 mũ 2 cộng chấm 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 cộng trừ 5 mũ 2017 cộng trừ 5 mũ, xin lỗi, dư nha các bạn. Đây dư. Rồi, thì ta làm sao để rút gọn được đây? Đó, thì ta chỉ cần làm phép gì ạ? À? Phép trừ. Đó, trừ. Lấy hằng trừ 5B trừ cho B nữa. Trừ 5B rồi trừ cho B nữa. Bằng. Thì đây nè. Đây trừ đây mất nè. Đó. Đây trừ đây mất nè. Đây trừ đây mất nè. Thấy không ạ? Thấy chưa? Và đây trừ đây mất nè. Vậy mình sẽ còn gì ạ? À? Trừ 5 mũ 2018 trừ cho gì ạ? À? Trừ 5 mũ 0. Rồi, đây ra bao nhiêu ạ? À? Trừ 5 trừ thêm 1 trừ 5B trừ thêm 1B nữa là trừ 6B bằng. Gây ra là gì ạ? À? 5 mũ 2018 bởi vì mũ chẵn mất dấu trừ. Đây, cái gì mũ 0 cũng bằng 1. Chỉ trừ 1. Rồi chuyển cái số trừ 6 nhân chuyển qua thành chia, vậy là 5 mũ 2018 trừ 1 phần trừ 6.